Nghề dệt lanh vốn chỉ là một mình làm ở nhà. Thế nhưng các cô, các bà ở xã Lùng Tám lại tập hợp lại với nhau dưới sự chỉ dẫn của bà Vàng Thị Mai để thành lập một hợp tác xã quy mô lớn. Việc làm này để thống nhất về mẫu mã và chung tay tìm thị trường cho sản phẩm truyền thống trước đây vốn chỉ phục vụ trong gia đình. Lúc đầu là ba chìm bảy nổi không phải là không khó đâu. Phụ nữ đã làm việc như thế này nhá, đã sản xuất như thế kia. Về đến cửa đá luôn, phụ nữ ngã gục luôn. Bảo là vợ tôi lấy về, tôi chỉ là phục vụ trong gia đình, nấu cơm, nấu cám lợn và nấu cơm phục vụ tôi và làm việc ở nhà thôi. Đi làm những cái việc này làm gì? Đánh luôn phụ nữ. Nhưng mà tôi không sợ. Khi mà chúng ta làm hàng ấy thì các bạn phải nhìn vào đây và để các cái màu mè để làm thật đẹp vào thì khách hàng người ta mới thích. Đấy. 24 năm trước, bà Mai đã gặp không ít khó khăn trong việc tập hợp các nghệ nhân biết làm lanh để thành lập hợp tác xã Lanh Lùng Tám. Để hợp tác xã phát triển lên đến 130 xã viên như hiện nay, bà Mai đã phải bỏ thời gian đi từng ngõ, gõ từng nhà để phụ nữ nơi đây được ra khỏi nhà kiếm tiền bằng công việc mà hầu như người phụ nữ Mông nào cũng thành thạo. Tôi thấy phụ nữ người Mông quá vất vả và mà họ cũng là những người mà cũng thành đạt nhưng họ chưa thoát ra được. Tôi phải làm sao mà kéo được họ để họ thoát ra được cái cảnh khổ đó. Ở hợp tác xã này, ngoài sản xuất đồ truyền thống, những người phụ nữ Mông còn sản xuất những sản phẩm hiện đại như váy, áo, chăn gối, túi xách. Sản phẩm của họ đã đến với thị trường quốc tế. Điều này đã giúp những người phụ nữ này có thêm thu nhập và có tiếng nói trong gia đình mình. Khi mà hội đồng quản trị chúng tôi phát tiền lương đấy, tiền sản phẩm đấy, tôi phải đông một chai rượu đi ngồi với cái ông chồng đó, nói chuyện với cái ông chồng đó là ngày mai là tôi phát tiền cho bà này. Tôi mời ông bảo là ông, mai ông có đến thăm mà nhận tiền không? Ông nhận tiền về nhá, xong ông sửa cái chuồng gà đi. Nên là ông bảo, hi, được như thế à? Bà Mai và mọi người trong hợp tác xã những năm gần đây đã tạo ra mô hình vừa sản xuất, vừa bán hàng, vừa là một điểm tham quan miễn phí. Việc biến nơi đây thành một điểm quảng bá nghề dệt lanh truyền thống, vừa để quảng bá nghề truyền thống của dân tộc mình cho du khách, vừa để nâng cao nhận thức cho chính người dân địa phương. Đây là phụ nữ thoát nghèo và phụ nữ có công ăn việc làm, phụ nữ không bị chèn ép nữa và phụ nữ tự đứng lên và cầm tay chỉ việc cho phụ nữ.